cần không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền tối đa lên đến 3 triệu đồng. Mọi người đeo khẩu trang vào đi. Rất nhiều người vẫn còn chủ quan này, không giãn cách này, không đeo khẩu trang này, thì tôi cảm thấy là hết hồn đấy. Có khẩu trang là vì muốn chụp cái ảnh thì xong mới đeo. Tự nhiên là em không có nổi lên mà cũng không biết ở đâu ra. Chợ cũng được nhắc nhở nhau, ai đến mà không đeo khẩu trang hay là đứng gần thì cũng bảo giãn cách xa ra. À, vì bây giờ dịch Covid vẫn chưa hoàn toàn hết ý, nên là mình vẫn áp dụng 5K đầy đủ, bảo vệ bản thân mình, gia đình mình cũng như là mọi người nữa. Mong muốn làm sao là dịch nhanh hết để cho mọi người vui vẻ làm ăn thế thôi.